bên em mới cập bến con Yama S235. Con này là hai cầu trợ lực lái, bên cơ số cơ, động cơ máy bếp kim. Đó. Cùng với dàn sới nguyên zin luôn nha các bác nha. Nguyên một cam lê luôn, cùng xe và sới 112 triệu. Con này cả xe cả sới đều đẹp xuất sắc hết nha các bác. Sới cũng đẹp, xe cũng đẹp. Máy bếp kim loại dầu cho các bác. Bên cơ nha các bác, hai cầu trợ lực lái. 23 ngựa. Yama S235. Cả nhà vô xem kênh em, ai chưa đăng ký kênh thì cho em nút đăng ký, nút like cùng chia sẻ nha các bác. Để các bác kịp thời tham khảo những dòng xe mới nhất bên em về nha. Đây các bác tham quan qua cái dàn phối của tí nè. Nguyên cam lê dàn phối rồi rất là đẹp nha bác. Xe em là rửa sạch sẽ rồi, đang khô dần dần. Răng sới này các bác này, răng sới cũng đẹp xuất sắc luôn nha. Đó, có thấy không? Nguyên con lê dài là 112 triệu nha các bác, cho một con bên cơ số cơ trợ lực lái. Máy bếp kim loại dầu. Đèn đuốc của nó các bác nè, nhìn nó mới tanh luôn nha. Đó, nhìn nó mới tanh luôn. Còn trước
cam lê này bên em mới rửa sạch xong đó, đang khô dần hết rồi các bác. Đây nước là đang chảy xuống nè, nước từ cái miếng mút này đang chảy ra nè các bác. Cái chỗ này bẩn đấy mà cái áo COVID nhiều các bác, nó vàng rồi. Vô lửa nguyên si nha, mình nhớt chảy luôn. Con này đẹp xuất sắc luôn nha các bác nha, 100% từ Nhật về luôn. Rửa xong rồi là video cho các bác tham khảo thôi, vì nó quá đẹp rồi, không cần phải là dầm vá gì nữa hết á, nó đẹp quá mà. Camera rồi đi lên đàng hoàng, cầu trước cũng tuyệt vời luôn, gầm xe cũng xuất sắc luôn. Con này mấy bác nào mà đang cần đó là nhanh tay thôi nha, lâu lâu mới có con đẹp xuất sắc về nha các bác. Em coi nó chạy bao nhiêu giờ, nó chạy 767 giờ nè các bác nè, 112 triệu nha. Ghế là nguyên si vậy luôn, cho nguyên rinh nha các bác. Phía sau ghế là cái hộp đựng đồ nghề. Đây nè, hộp đựng đồ nghề phía sau ghế nè các bác nè. F235. Tem mát sau ghế nè. Mua dư ghế nó thì có bị cháy nổ một ít nha các bác. Nếu các bác mua càng dặn thì bên em sẽ dặn lại cho nha. Còn đây là nguyên bản từ Nhật về. Nguyên bản từ Nhật về. Benker nè các bác này. Con này Benker nè. Đó các bác xem nè. Em bảo xem cái nó có cháy nổ như thế này nha, nhưng còn rất là xuất sắc luôn các bác. Hai bên cái dè đó vậy. Số chạy của nó đây các bác. Số chạy nó đây nè. Số chạy của luôn. Số sới. 4 số sới. Chốt thân tay. À, khóa ben cài cầu. 112 triệu cho một xe nguyên bản đẹp xuất sắc, bên cơ số cơ máy bếp kim trợ lực lái, nguyên bộ com lê cùng xe với dàn số nha các bác. Dàn số cũng xuất sắc luôn, lớp cũng vậy luôn. Đây bác nhanh tay liên hệ sở hữu con xe đẹp về nha. Rồi lớp sau là 9.524, lớp may in Thái Lan Bridgestone. Đây mâm của rất là xuất sắc luôn nè. Lớp sau còn đai gió luôn các bác. Xung quanh bạch mâm chưa có cái tăng cái rồi gì hết, còn rất đẹp nha. Đây còn là khá luôn. Lớp trước còn vậy nha cả nhà. Lớp trước còn rất đẹp luôn. Lớp trước là lớp Bridgestone 714. Lớp của Indonesia nha các bác. Lớp còn đẹp, chưa có răng có nứt luôn, còn ra gió nữa nè. Một trăm mười hai triệu nguyên công lê là luôn nha. Thank you.
lực lái. Con này hai cầu trợ lực lái bên cơ số cơ. Bốn quả lớp đẹp như con là nguyên bộ con linh nha, con lê rinh đẹp từ Nhật về luôn nha các bác. Đó, 112 triệu. Các bác nào nhanh tay sở hữu thì nhắc máy nha. Rồi, kính chào cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo. Chúc cả nhà tràn trề sức khỏe. Ngày làm việc thì đầy năng suất và hiệu quả. Bên em thì xe về và xe đi liên tục, cũng như em giao cho khách hàng nha các bác. Các bác cứ tham khảo trong video của em, có những con xe nào các bác cần thì nhắc máy liên hệ với em. Thì số điện thoại em có số Zalo nha. Các bác muốn kết bạn Zalo thì cũng alo cho em một tiếng nha các bác. Thì vào kết bạn Zalo thì các bác thì em sẽ cho các bác xem trực tiếp những các xe các bác yêu cầu nha. Bên em xe về liên tục cũng như đi liên tục rất là nhiều xe để các bác có thể tham khảo nha các bác. Rồi, kính chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo.